thế giới chỉ với 0 đồng, bạn sẽ là người đầu tiên ăn sập các món vừa ngon vừa lạ trên khắp các quốc gia chứ? Bạn muốn ăn cơm của Việt Nam hay là Ấn Độ? Tham gia giao thông ở đâu để không bao giờ phải dừng đèn đỏ nhỉ? Rau, hãy xem một cách mê mẩn. Cũng là cơm nhưng mà lạ lắm. Đây là cách ăn cơm của người Việt Nam. Dịp ăn miếng canh đi, tên mai em làm sao chứ. Dùng đũa thách thức mọi giới hạn. Còn đây là cách ăn cơm của người Ấn Độ. Wow, yummy. Đây là cơm sườn curry thì phải. Còn đây là ăn cơm kiểu Tây. Bạn thấy cách ăn nào thú vị hơn? Yay! Bạn có thể lựa chọn bất cứ cách ăn nào miễn là thấy ngon miệng, vì mỗi nơi, mỗi quốc gia lại có mỗi cách ăn khác nhau. Ở Việt Nam, mâm cơm gia đình sum vầy, mọi người dùng đũa gắp thức ăn cho mình và cho nhau rất gần gũi và ấm áp, khi ở Ấn Độ lại dùng tay để bốc thức ăn cơ. Điều này thể hiện lòng thành kính của người ăn tới người làm ra món đó. Nếu như bạn hơi ái ngại cách ăn này thì sang châu Âu nhé. Ở đây thường dùng dao và dĩa trong bữa ăn để thể hiện sự sang trọng đấy. Tuy nhiên cũng cần biết cách dùng, kẻo mãi không được một miếng đấy nhé. Chán cơm thèm bánh mì thì mình chọn ăn ở đâu ngon nhất đây? Top bánh mì ngon nhất thế giới tới đây. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ hình tam giác tác giang, rồi thì là mà bánh mì croque madame ở Pháp đầy ú ngon mê ly. Hay đơn giản nhưng không kém phần bánh cuốn chính là bánh mì đặc ruột thơm ngon 5.000 một ổ chấm với sữa ổng thọ này đây. Made in Việt Nam tình thương mến thương, và vô vàn loại bánh mì thơm ngon hảo hạng trên khắp thế giới. Bạn thử làm ban giám khảo nếm thử xem kiểu ăn bánh mì của nước nào ngon nhất nhé. Bánh mì Pháp, bánh mì Việt Nam hay bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ? Nhấn like video nếu bạn có đáp án là Việt Nam nhé. Chẳng thế mà khiến ngài Tổng thống Obama qua Việt Nam ăn thử bánh mì một lần thôi mà mê suýt quên cả lối về. Rồi hàng triệu du khách Tây qua chơi ăn thử từ Bắc vô Nam cũng gật đầu lia lịa vì bánh mì Việt Nam ngon ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, bánh mì Việt Nam ta còn phong phú đa dạng, kể đến mai không hết. Nào là bánh mì kẹp trứng, xúc xích, phô mai xá xíu, hay đơn giản là bánh mì chấm sữa như bên trên, bánh mì sốt vang, bánh mì chảo, vân vân và mây mây. Nếu như mình có một người bạn nước ngoài, mình sẽ đưa bạn ấy đi ăn hết để tự tin Việt Nam có đồ ăn mê đắm lòng người như thế nào. Còn các bạn thích ăn nhất là bánh mì nào thế? Và kỷ lục ăn bánh mì của bạn nhiều nhất là mấy chiếc? Comment xác nhận nhé! Các bạn đã ăn uống no say chưa? Cùng nhanh trí vi vu khám phá thế giới tiếp nào! Và vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Ở đây có rất nhiều tờ tiền và một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trên 35 tờ tiền của 35 quốc gia. Wow! Ai mà quyền lực dữ vậy? Nàng Mona Lisa hay nữ hoàng Elizabeth đệ nhị? Người phụ nữ quyền lực đó chính là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Hình ảnh của nữ hoàng xuất hiện trên đồng tiền của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đấy. Các bạn cùng nhanh trí đọc tên 5 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ nhé. Còn lại sẽ sắp ở bên dưới. Bạn nào mà đọc giỏi có thể ghi âm và gửi cho nhanh trí nhé. Đầu tiên là Canada, Bahamas, Belize, Bermuda, Dominica, Jamaica, Nam Phi, Đông Phi, Nigeria, Hồng Kông, Trung Quốc. Và còn những cái tên khác ở đây, các bạn nhớ đọc nhé. Ồ, thật là một nữ hoàng quyền lực khiến người đời ngưỡng mộ đúng không nào? Túc tiệp tiếp tục những tiết mục ngồi ăn khắp các quốc gia trên thế giới kiểu... Việt Nam cầm bát cơm lên ăn là điều rất chi là bình thường. Còn ở đây, ăn cơm là phải để bát xuống bàn nha, cấm được bê lên. Ồ, lạ vậy, ở đất nước nào mà kỳ lạ như thế nhỉ? Chính xác là ở đất nước của các oppa Hàn Quốc đấy. Để ý điều này để thể hiện mình là người tinh tế nhé. Quá, bạn nào càng biết nhiều thì càng dễ nhập ra tùy tục khi tới đất nước đó hơn. Còn rất nhiều nét văn hóa khác biệt nữa, biết nhanh, biết luôn để tránh sứt đầu mẻ chán khi đi ra ngoài nhé. Xách vali cùng nhanh trí băng qua bao đại dương tới thăm quốc gia xanh sạch đẹp nhất thế giới. Ở đây mà ra đường đứng cả ngày cũng không bị một hạt bụi nào bám vào, bói cả ngày cũng không ra một mã kẹo cao su vứt bậy trên đường. Ồ, đất nước nào mà sạch rũ vậy? Singapore hay Hà Lan? Chúng ta
đang đứng giữa đường phố Singapore đây. Nơi đây từ nhà ra phố, đâu đâu cũng sạch bóng sáng bóng, không có tí rác nào luôn. Thậm chí ra đường không cần đeo khẩu trang nha các bạn ơi, vì ở đây không có bụi. Wow, thích thật đấy phải không? Và để làm được điều đó thì ở quốc gia này đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người và có những luật cấm rất khắt khe. Nếu mà ai vi phạm, phạt tiền, thậm chí cho ngồi tù vì vứt rác luôn đó. Đỉnh nhất là việc xử lý rác vô cùng thông minh và nhanh trí còn tưởng không có thật cơ khi họ đem rác vào nhà máy xử lý rồi biến từ rác thành điện đấy. Wow, hiện đại và quá đỉnh của chóp phải không? Bạn nghĩ Việt Nam ta có nên học hỏi kỹ thuật này không nhỉ? Và trái ngược với đó là nơi ô nhiễm nhất nhỉ thế giới mà có thể khiến bạn ái ngại khi đến đây đấy. Ơ, ngay chính tại Việt Nam ta hay ở quốc gia Ấn Độ? Thật là buồn vì Ấn Độ là nơi đang phát ra tín hiệu SOS khắp nơi vì quá là ô nhiễm, những dòng sông ngập tràn rác, những thành phố chìm trong khói bụi mịt mù. Thậm chí tại thành phố Mumbai của Ấn Độ còn được đặt biệt danh là kinh đô của rác thải nữa cơ. Điểm dừng chân tiếp theo là một quốc gia với hình dáng kỳ lạ cực kỳ nhá, giống hệt như chiếc ủng của mẹ mình vậy đó. Đó là quốc gia nào mà kỳ cục và có hình dáng độc lạ như vậy? Italia hay Cuba nhỉ? Chắn fan này bạn học giỏi địa lý nhất lớp rồi, chính xác là Italia nhé, là đất nước hình chiếc ủng đấy, bởi vì nhìn giống cái ủng phải không? Trong khi quốc gia láng giềng Chile có hình dáng như một trái ớt này, thì Argentina lại giống với người đàn ông với chiếc mũ dài. Bạn sẽ cần chút trí tưởng tượng khi nhìn vào đất nước Bồ Đào Nha nữa. Ôi chào, sao mà giống cá sấu há miệng vậy? Thật là thú vị, còn đất nước của mình dĩ nhiên giống hình chữ S thân yêu và mạnh mẽ rồi. Câu hỏi tiếp theo khá là khó đây, thử thách những bạn được 10 điểm địa lý nhé. Thủ đô của Nhật Bản là đâu? Thành phố Tokyo, thành phố Osaka hay thành phố Yokohama? Ô, câu này kỳ lạ nha, chẳng có thành phố nào đúng cả. Mặc dù ba thành phố này đều là thành phố lớn ở Nhật Bản, nhưng ở Nhật không có thủ đô đâu. Vậy mà nhiều người nghĩ Tokyo là thủ đô đấy. Nếu bạn không tin thì có thể hỏi thầy cô giáo dạy địa lý coi sao và quay lại đây xác nhận dùm nhanh trí nhé. Không biết các bạn có bị choáng vì điều này không nhỉ? Tên của một thủ đô dài loang ngoằng mà bạn đọc đến mai cũng không xong. Tuy nhiên bí ẩn đó lại ẩn giấu sau hai tên thủ đô sau đây. Đó là Bangkok, Thái Lan và Hà Nội, Việt Nam. Tên thủ đô nước nào thực sự dài hơn? Một sự thật tưởng ngẫu nhiên, nhưng đó là sự thật đây. Bangkok, Thái Lan là đáp án chính xác. Tại sao Bangkok và Hà Nội cũng là hai từ mà sao lại dài hơn nhỉ? Vì bí ẩn đằng sau cái tên Bangkok mới khiến ai nấy đều ngã ngửa. Krupthep Mahanakhon Amorata Naskosin Khap Phan Khap Khom Ăn Trưa Khap La Lạp Xưởng. Nhanh trí đùa đấy, các bạn đọc phần chữ sắp ở đây đầy đủ nhé. Ôi rồi ôi, bạn nào mà đọc được nhanh trí gọi bằng sư phụ trong 10 ngày luôn đấy. Và đây cũng là tên thủ đô dài nhất trên thế giới. Ông phản lao ra đường nào các bạn ơi. Đây là giao thông ở Việt Nam. Hey, sơ hở là tắc đường đấy. Còi xe thì inh ỏi, biển báo rẽ trái rẽ phải mọi nơi. Thỉnh thoảng mà có mấy cô ninja lít thì đường phố cứ phải gọi là nhộn nhịp hết cái tầm luôn. Rõ ràng là xi nhan trái nhưng rẽ phải mới chịu. Hay khiến ai cũng hú hồn. Vậy ở đâu trên trái đất này không tắc đường? Mình rất cần tìm cái địa điểm đó. Không có biển báo luôn và không có cả cảnh sát giao thông cơ. Uầy, yên bình thế sao? Ở Bhutan, ở Pháp hay ở Nga? Chính xác là Bhutan, là quốc gia không giáp biển ở châu Á, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ nhé. Đất nước này không có hệ thống đèn giao thông, thay vào đó, cảnh sát giao thông sẽ đứng ở giao lộ chính, điều khiển giao thông trên đường bằng bàn tay đeo găng trắng. Quốc gia nào có người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Mỹ hay Liên Xô? Cách đây 54 năm, Mỹ đưa tàu con thoi Apollo 11 vào vũ trụ và lần đầu tiên đáp xuống mặt trăng thành công trước sự trầm trồ của cả thế giới. Một bước chân nhỏ của con người, một bước nhảy vọt của nhân loại. Đó là câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong khi ông đặt những bước chân đầu tiên trên mặt trăng. Nhờ đó, chúng ta mới biết trên mặt trăng là màu xám xịt đất đá như thế kia, chứ không có chị Hằng chú Quậy nào cả. Thực sự mà nói thì câu hỏi tiếp theo khá là hách não và đánh lừa bạn cực mạnh đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần chưa nào? Câu hỏi là quốc gia nào không có phụ nữ? Hey,
Hết giờ suy nghĩ rồi đấy nhé. Đây là câu đố vui nên đáp án cho câu hỏi này là nước Anh. Ồ, trả lời sai hả? Hụt hẫng nhỉ, có ngay câu hỏi đền bù cho bạn đây. Sự khác nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản khi va chạm vào nhau trên đường kiểu Nhật Bản. Ơi, nó rơi. Trời cao khó bắt. Mày với tao, đứng lại. Nhật Bản thì xin lỗi và liên tục cúi đầu, còn Việt Nam thì thật là bá cháy bọ chét, đúng chuẩn Việt Nam ta đây rồi. Quốc gia nào bí ẩn nhất trên thế giới? Ấn Độ, Triều Tiên hay Trung Quốc? Triều Tiên chào mừng bạn ghé chơi, quốc gia gây tò mò nhất thế giới đây rồi. Du khách nước ngoài như chúng ta mà tới thì phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt và chỉ được tham quan một số khu vực giới hạn thôi. Chưa đủ tò mò thì cái mùi này đã xộc vào mũi mình rồi. Thum thủm, thim thỉm thế nhỉ? Hóa ra là mùi đậu phụ thúi, y như cái tên của nó vậy. Bạn biết nước nào nổi tiếng với món này không? Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc đây? Thật là bất ngờ, cũng là đậu phụ ăn suốt ngày nhưng mà nó lạ lắm. Món đậu phụ thúi này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nghe đồn là thúi nhưng mà ai biết ăn thì ngon nuốt cái lưỡi đấy nhé. Bạn có tưởng tượng ra cái món này giống cái món nào ở đất nước Việt Nam mình không? Comment xuống bên dưới nhé.